Cá gỗ vai chấm dứt 22 năm trốn truy nã của người đàn bà môi giới mại dâm. Chị sinh đấy à? Câu hỏi khẽ cùng cái vỗ vai của người thanh niên lạ mặt khiến người đàn bà bán hoa quả ở xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai như khuỵu xuống. Buổi chiều ngày 20 tháng 1 năm 2022, khi bà Bình líu ríu bước theo tổ công tác kép Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội và cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai lên xe ô tô rồi về thành phố Hồ Chí Minh để tới sân bay để ra Hà Nội, người dân xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch mới ngã ngửa khi biết bà Bình ấy tên thật là Phạm Thị Sinh, sinh năm 1968, đăng ký hộ khẩu thường trú thôn Trường Lâm, xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, nay là phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Bà Bình dùng tên giả để trốn truy nã, đến nay vừa tròn 22 năm. Người dân xã Đại Phước ngỡ ngàng 10 thì khu dân cư, tổ dân phố ở phường Việt Hưng bây giờ còn mơ màng không kém. Ngôi nhà mà Phạm Thị Sinh ở cách đây hơn 20 năm đã qua nhiều đời chủ, thay đổi kết cấu. Thậm chí người dân cũng chẳng biết, chẳng nhớ Phạm Thị Sinh là ai. Bà chủ quán cà phê ở khu vực Trường Lâm hồi năm 2000, sau thời gian tăng gia sản xuất bằng việc môi giới mại dâm đã bị cơ quan công an phát hiện. Vụ án được khởi tố điều tra. Đối tượng liên quan cũng bị khởi tố và bị truy nã do vắng mặt khỏi nơi cư trú. Thời điểm ấy, chồng của Phạm Thị Sinh mất, cô ta chỉ có một cậu con trai còn ít tuổi. Bụi thời gian tưởng giúp Sinh mãi trốn chạy. Đầu tháng 1 năm 2022, qua công tác trao đổi nghiệp vụ, kép Việt Hưng, quận Long Biên nắm được thông tin về đối tượng đang bị truy nã, là công dân từng ở địa bàn hàng chục năm trước, là Phạm Thị Sinh. Quê quán của đối tượng được trinh sát bí mật xác minh, tìm hiểu, nhưng không có chút thông tin nào. Quay về khu vực thôn Trường Lâm hơn 20 năm trước, đến bây giờ, hỏi ai cũng lắc. Mà quả thực, Phạm Thị Sinh biệt tích suốt từ hồi đó, không liên hệ với bất cứ ai. Kiên trì và đầy quyết tâm, giữ mịt mù tung tích đối tượng trốn truy nã, kép Việt Hưng đã lóe được thông tin ít ỏi. Người con trai của Sinh từng đăng ký tạm trú tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Liên tục những cuộc xác minh, kết nối với công an cơ sở, đặc biệt với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai. Kép Việt Hưng đã lần được manh mối về người con trai này. Anh ta đang ở cùng mẹ nuôi tên là Đỗ Thị Bình. Nhưng đáng chú ý, người mẹ nuôi này lại có ngày tháng năm sinh mùng 5 tháng 8 năm 1968, trùng khớp ngày tháng năm sinh của Phạm Thị Sinh. Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2022, được sự đồng ý của BKH Công an quận Long Biên, tổ công tác kép Việt Hưng gồm Trung tá Phạm Tấn Việt phó trưởng kép, Thượng úy Đoàn Duy Hải và Thiếu tá Vũ Thị Mai Hà đã lên đường vào huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, về xã Đại Phước, để làm sáng tỏ bí ẩn của hai cái tên Đỗ Thị Bình và Phạm Thị Sinh. Và kết quả thu được đã không phụ sự kỳ công, kiên trì của các chiến sĩ công an Hà Nội. Cái vỗ vai cùng tiếng gọi khẽ chị Sinh à đã chấm dứt hành trình trốn chạy của bà chủ quán cà phê năm nào. Các thủ tục tố tụng tiếp theo đang được công an quận Long Biên thực hiện. Phạm Thị Sinh sẽ phải chịu sự phán xét của pháp luật. Nhưng giá như hồi đó, Sinh không phạm tội và giá như không bỏ trốn, có lẽ đến hôm nay, người đàn bà ấy đã có cuộc sống khác, bình yên hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.